Rồi xin chào mừng mọi người đã trở lại kênh YouTube của mình nè, kênh YouTube về ngành điện tử. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, chia sẻ các bạn những người mua các bạn các món hàng và chia sẻ các bạn xem. Món hàng là quang điện tử nha các bạn, quang điện tử V27. V27 nè, là thường đóng. Rồi mình mua trên cái shop là từ đồ sáng tạo ở thành phố Hồ Chí Minh. Quang điện tử mình có công chuyện mình để cần xài cho quang điện tử. Thì quang điện tử này á, là chức năng của nó là nó hoạt động là thay vì mình mở quang bằng tay á, thì bây giờ mình mở quang bằng điện. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Mình cấp điện cho cái quang này nó mở. Để mình nói cái quang điện tử này khui ra mà nói cho bạn xem. Đây cái van điện tử này. Giờ mình test cho các bạn xem cái tín hiệu của. Đây là cái van điện tử này. Đây quang điện tử nha các bạn. Đây thông số nè. Rồi bây giờ mình nói về cái nạn cái này có cái gì nha, gửi nè, chất bảo hành. Đây bảo hành đây. Bảo hành nè. Bảo hành 1 tháng nè, ngày mua là ngày 8 tháng 4 2021. Đó, bảo hành 1 tháng. Điều kiện là lỗi sản xuất nè. Này là ở thành phố Hồ Chí Minh cung cấp motor này, kênh đồ sáng tạo. Còn cái này là cái giấy này, cái giấy mình mua hàng mình giữ lại cái này để có trục trặc gì mình bảo hành nha các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ mình sẽ nói về cái quanh này. Đây đây là quang điện tử thì thông số của nó nè, cái này là cái mã nè, FCD, cái mã mod code của nó, cái model á. Còn nguồn 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 mình cấp cho cuộn hút là 220 đến 240 tần số. Này nó không để cái áp lực nước chịu, cái quanh này nó chịu bao nhiêu áp lực, nhưng mà ở trong cái chi tiết trong mình mua là nó đẩy áp lực 0.8 0.83 một chấm mấy ba đó, quên. Rồi đây là hai cái đường mình, hai cái dắt mà mình ghi, mình cấp nguồn 220 vô đây nè. Thì để mình nói về cái quanh này, đây là cái quanh, đây là cái gen ngoài 27. Ở đây là nó có một cái lọc. Đây, ở đây nó có một cái lọc luôn nè. Thì nguồn nước, thường thường nguồn nước thì sẽ trước lọc, nên là cái này là trước, cái này là nguồn nước vô đây. Cái mũi tên nó đi gì nè, tại vô lọc cái rồi nó mới qua đây, bên này sử dụng. Vô lọc đừng cho có bụi rác rồi vô đây nè, nó làm tránh cho cạc, bị kẹt cái quanh này nó bị hở á. Thì để mình nói cái quanh này, quanh điện tử này là nó là thường đóng. Thì bình thường mình nó khác cái quanh nước của mình, là quanh nước của mình là mình dặn tay chiều nào cũng được. Còn cái này là bình thường của nó, mình để nguyên vậy nè, là mình cấp nước vô đây là nước nó không chảy qua đây được. Nó không chảy qua đây được. Rồi khi nào mà mình cấp nguồn 220V vô đây thì cái nó hút cái quanh này lên. Nó hút cái miếng gòn lên thì cho nước đi qua.
Thì khi mình không cần nữa thì mình cho cái que này nó tụt xuống để đóng nước lại, khóa nước lại. À, nguyên lý gì vậy? Bây giờ mình sẽ test là thử là mình sẽ cấp nguồn 220 vô đây cho các bạn xem. Thì cái tiếng này nó nghe cạch cái là nó sẽ làm mà có tác dụng, nó hút rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái nguồn 220 vô nghe các bạn. Đây. Đây là cái chùi nè. Thì ở đây mình không có cái dắt. Mình ghim này thì mình nối dây điện đi. Nói gì đây rồi. Rồi các bạn xem là nó sẽ nghe một cái cạch, cái là chứng tỏ cái qua này nó đã hút. Né né cái nguồn điện này ra, mình cầm cái này là nó không bị giật. Đây, các bạn nghe cái cạch cái là nó hút đó. Còn không ấy là hư rồi, mình bảo hành thôi. Đó. Sao nó nghe kè kè mấy cái quan nó đây, mình nhìn cái đường này nè. Mình có nghe cái tiếng nó cạch cạch nó hút lên, nhưng mà nó vẫn có gồ 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 này cuộn hút này sao. Cái này để nó hút gì rồi. Khi nào mình có ra cái video về cái mạch mà mình làm cấp nguồn cho toilet á, thì mình ra cái video đó mình có cái quanh điện từ nè, mình test thử cho nước nó đi qua cho bạn xem luôn. Thì mình thấy mình ghim điện vô, mình thấy là nó hút nghe, nó hút, nó nghe cái cạch rồi đó, nhưng mà nó nghe gù gù, hút không tới hay sao á. Thì chứng tỏ là cuộn hút thì cũng hút được chứ không phải bị hư. Để cái nào mình test thử cho nước đi qua cho các bạn xem sau nha các bạn. Rồi, video ở đây kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo mới nhất của mình về chia sẻ các lĩnh vực về điện điện tử nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn.